趁着活动带着竹筒捐献，他们也感恩志工长期的相助，陪伴他们走过病苦，大家也共同期待来年会更好。迎接己亥年新春，越南慈济志工在胡志明市举办新春感恩会，邀请侨界代表及当地民众参与，不少人带着竹筒回娘家。Em rất hân hạnh biết họ này để em giúp đỡ cho ông là kiểu như là làm được từ thiện á, em rất là vui, rất là hạnh phúc. Công đồng lỗi vào đau lý.今年的岁末祝福，志工安排父母恩重难报经的演绎，台上台下全都感动满满。蛮好的是，được tham gia một vai diễn trong đứa con tội lỗi, thì qua vai diễn mình cảm thấy thật sự là với chân lưới như mình cảm thấy là chữ hiếu không thể để mình phải chắc có lỗi với những ngày mà cha mẹ mình nuôi nắng mình, mà hiện tại mình chưa bù đắp gì hết.同样的演绎在平阳省也触动很多人的心。今天我看到你们的表演，我真的很觉得自己是不够孝顺了。我不敢保证我以后会怎么对我妈妈孝顺，可是我希望我可以想到我会做到了。将感动化为行动，祝福会后，很多民众领回竹筒，希望把爱的力量扩大。在此谢谢慈济，谢谢这个大家庭，让我们懂得了如何感恩这个社会，珍惜身边的一切。而在海洋省的迎新祝福，志工则邀来慈济照顾户分享爱带给他们的转变。biết cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của tổ chức tu chi Việt Nam tại Hải Dương và người tỉnh hội người của cháu đang sinh xuân